Miễn cho bạn bạn đang nợ tiền ứng của nhà mạng Viettel và muốn ứng tiền một lần nữa và ứng tiền khi còn nợ. Tất nhiên rồi, trong video clip này mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách để ứng tiền nhà mạng Viettel khi mà vẫn đang còn nợ tiền. Rất nhanh chóng và đơn giản nha các bạn. Ok, nếu các bạn đang rơi vào trường hợp như thế này thì nhớ theo dõi video clip của mình. Mình sẽ hướng dẫn rất kỹ để các bạn có thể hiểu và thực hiện ngay lập tức luôn. Link của website, link của bài viết thì mình sẽ để ngay tại phần mô tả video clip đây các bạn. Đây các bạn kéo xuống, click ra sẽ thấy bài viết hướng dẫn chi tiết cùng những link của website. Các bạn nhớ click vào bài viết hướng dẫn chi tiết để đọc kỹ nội dung cũng như thêm cách thực hiện. Ngoài ra các bạn nhớ vào website mà giảm giá 79.com để đăng ký các gói cước cũng như xem các cách để nhận được data, nhận được dung lượng, nhận thẻ cao hoàn toàn miễn phí từ nhà mạng nhé bạn. Đặc biệt các bạn nhớ like kênh, đăng ký kênh và để lại nội dung với comment là like số thứ tư, like số điện thoại di động thì bạn may mắn nhất cũng sẽ nhận được thẻ cao 10.000 từ bên mình. Đây giống như các bạn vẫn để lại nội dung ở phía dưới đây. Ứng tiền là một cách nhanh chóng để chúng ta có thể có tiền vào tài khoản và phát sinh cuộc gọi hoặc là lên mạng là vô tư. Thì tất nhiên nếu chúng ta muốn ứng tiền thì cần phải thỏa mãn một số điều kiện nhất định, đặc biệt là còn phải ứng tiền khi còn đang nợ nữa. Một số điều kiện như thế này là bạn cần phải nắm, đó là thuế bao có tiêu dùng tài khoản gốc trung bình 3 tháng gần đây nhất là từ 30.000 đồng đến bằng hoặc lớn hơn 150.000 đồng nhé các bạn. Tùy vào khả năng chi tiêu của chúng ta thì tất nhiên rồi. SIM phải hoạt động 2 chiều và không bị khóa gọi đi và gọi đến. Ứng tiền Viettel bạn phải có kích hoạt SIM hoàn và kích hoạt và thời gian sử dụng tối thiểu là từ 90 ngày trở lên. Đó, các bạn cần phải thỏa mãn một số điều kiện nhất định như thế này thì chúng ta mới có thể ứng tiền khi còn nợ được. Cách ứng tiền là như thế nào? Các bạn có thể ứng tiền 5k, 10k, 20k và thậm chí là 50k, rất đơn giản nha các bạn. Đó là qua tổng đài 9118 5511 hoặc là từ 911. Thì đây là các cách. Cách đầu tiên là soạn UT gửi 9118. Cách thứ hai, soạn XT gửi 5511. Và cách thứ ba, thứ bàn phím là nhận sao 911 tháng và sau đó nhận phím gọi hoặc là nhận phím ok đó các bạn. Thì tất nhiên các cách này các bạn có thể thao tác nhanh chóng để thực hiện ngay trên điện thoại của chúng ta luôn để ứng tiền. Và nếu các bạn thỏa mãn các điều kiện thì các bạn có thể ứng tiền vô tư. Và phí ứng tiền ở đây là thường là khoảng 10%, sau khi các bạn nạp cạc vào thì số tiền này sẽ bị trừ là 10% để phí dịch vụ. Ngoài ra còn có rất nhiều các cách khác để các bạn có thể thực hiện để mà nhận data hoàn toàn miễn phí luôn nha các bạn. Các bạn chỉ cần thực hiện theo các bài viết hướng dẫn mình có cập nhật ở phía dưới đây. Đấy, các bạn cứ click vào đọc kỹ các nội dung ở đây để xem cách nhận data hoàn toàn miễn phí. Các bạn có thể vô tư lên mạng mà không cần phải nạp tiền, thậm chí là dùng thoải mái vô tư cả năm luôn. Ngoài ra nếu các bạn đang cần sử dụng một chiếc sim để miễn phí lên mạng 1 năm liên tục không cần phải nạp phí gì thì cứ nhận sim là có thể học online, chơi game, xem YouTube và không bao giờ bị hệ chung lượng, luôn có tốc độ cao, thì các bạn cứ click vào đây sẽ chuyển qua gian bán hàng bên mình. Các bạn có thể tham khảo các loại sim nhận và sử dụng. Để đăng ký các gói cước thì các bạn cứ cái xuống phía dưới, mình có liệt kê rất nhiều các gói cước rẻ mà được nhiều người đăng ký và sử dụng hiện nay thì các bạn có thể tham khảo. Các gói cước thì cũng trong khoảng 10.000, 20.000, 30.000 đấy các bạn, nhưng mà data khủng và các bạn có thể lên mạng là không giới hạn luôn đấy các bạn cứ cái xuống để tham gia và tìm hiểu thêm các gói cược này trong trường hợp bạn cần đăng ký các gói cược để sử dụng nhé bạn. Link của website, link của bài viết thì mình sẽ để ngay tại phần mô tả video clip đây. Đừng quên cứ cái xuống phía dưới đấy các bạn, click vào bài viết hướng dẫn chi tiết để tìm hiểu kỹ các nội dung mà mình đã hướng dẫn. Ngoài ra nhớ vào website mà giảm giá 79.com, mình sẽ cung cấp thêm rất nhiều các cách để nhận data, nhận dung lượng là hoàn toàn miễn phí. Các bạn cứ click vào, yên tâm và nhận và sử dụng cho sim Viettel của chúng ta luôn. Đừng quên like kênh, đăng ký kênh và nhấn chuông theo dõi, chia sẻ bài viết để lại comment với nội dung là like số thứ tư, like số điện thoại di động của bạn. Thì bạn may mắn nhất cũng sẽ nhận được thẻ cao là 10.000 từ bên mình gửi tặng. Đấy, giống như các bạn vẫn đang thực hiện đây. Cách ứng tiền cũng khá đơn giản thôi. Nhưng các bạn nếu ứng chưa thành công hoặc là có vấn đề gì hoặc thì cứ để lại nội dung comment ở phía dưới, mình sẽ giải đáp và hỗ trợ cho các bạn. Đặc biệt thì các bạn nhớ vào link để tham gia thêm các chương trình về nhận data, về nhận dung lượng hoàn toàn miễn phí nữa nhé bạn.
Nếu thấy hay, nhớ like kênh và đăng ký kênh và nhấn chuông theo dõi ủng hộ mình. Chúc bạn một ngày vui vẻ.